Hello, xin chào tất cả các bạn. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Và hôm nay cũng là tiếp tục cuộc hành trình đi khám phá các bạn ơi. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi đến đi đâu ta? Hôm nay sẽ dẫn các bạn đi đến Hakone Koen, có nghĩa là công viên ở Hakone. Mời các bạn theo chân mình với lại Megumi đi khám phá công viên nha. Với lại con gái mình ở dưới nè các bạn ơi. Đây, mình đã đến nơi rồi các bạn ơi. Và đây trước mắt các bạn là con đường đi lên công viên nha. Xe tới. Hả? Vậy là sai đường rồi các bạn ơi. Bác chị. Dễ thương quá. Hai má con nè. Bây giờ ra đường là cái gì phải đeo khẩu trang hết nha các bạn. Chính nó mặt xưa thì sợ. Vậy là nhầm đường rồi. Nó có phổ cốt. Nó mặc vào chim ít đấy. Bên đây nó có mấy cái khách sạn nè, người ta trú lại nữa các bạn. Muốn đi nghỉ dưỡng mà muốn trú lại thì mình có thể mướn cái khách sạn, mướn phòng ở đây, ở lại đây nha. Xung quanh mình núi, núi rừng và cây cối giống như Đà Lạt đó các bạn. Đường phố sạch sẽ, không có một tí rác luôn. Đi nắm tay mẹ vô, nắm tay mẹ đi đi. Nhiều xe ở bên ai á. Lại quên cơm nữa. Mà ta lại quên cơm như thế. Dạ đầy. Wow, các bạn ơi nhìn con dốc kìa. Nhìn con dốc là không muốn đi luôn rồi. 90 mét nữa không sao. Đi lên đây coi nó bán cái gì mình mua mình ăn luôn. Người dẫn đường bây giờ mất phương hướng rồi các bạn ơi. Họ quay lại hỏi mình là Doko Dake là ở đâu nữa mới ghê chứ. Xe tới. Xem đang nghe tiếng nó kêu gì nè. Giống như trồng hoa trồng cây trong đây. Nghe thấy tiếng nước chảy các bạn. Mà không biết là cái gì hết. Trên đây nó có một cái khách sạn nè, đẹp không? Rồi đi xíu đổ hết mồ hôi ra luôn rồi. Escalator. Dò lại đường các bạn ơi, đi mà quên đường luôn rồi. Kuruma. Dame. Achida. À, ngược lại hả? Dạ. Ichi kara mo ikeru kedo.
Ê, yêu, à chị cả đây. Chị cả đây cứ. Mặc dù vậy, tập. Comment đấy. Yêu. Xe. Làm đường lạc lối bây giờ phải đi con đường khác. Các bạn nhìn nè, đó trước mắt các bạn là có một cái núi này nó giống như là nó có nhiều núi giống như Ngũ Hành Sơn các bạn. Đó, cái núi này á, cái ngọn này ngọn cao to nhất ở đây cho nó có đánh dấu cái chữ chữ đại nè. Cho tiếng Nhật nè, đó. Thấy không? Chữ đại đó, đó. Đó nó vẽ chữ đại nó là có nghĩa là cái ngọn này to nhất. Rồi mệt rồi ngồi luôn rồi. À, uống nước hả? Như vậy là mình đến công viên rồi các bạn ơi. À, thì để vào công viên thì ở đây nó mở cửa vào lúc 9 giờ đến 17 giờ. Đó. Thì để mua vé thì 550 yên một người nha. Nãy mình có mua rồi, bây giờ mình đi vô không thôi. Đây là nơi mua vé. どこ から行くの? OK. Thì các bạn ơi, bây giờ mình khám phá công viên này nha. Cùng gia đình khám phá công viên nào. Rất là nhiều hoa. À, nơi trời cũng khá là nóng à. Đó, mấy ngày nghỉ á các bạn. Tốt nhất là mình cứ nên ra công viên đi chơi cho nó khuây khỏa các bạn. Đừng có nên ở nhà quá. Các bạn đi làm cả tuần rồi thì nghỉ lễ các bạn cũng phải nên đi công viên chơi nha. Để còn thấy hoa thấy bướm nó khoái quá các bạn. Khám phá vườn hoa nha. Đó, ta đang dọn rác các bạn. Nhiều lúc mình đi công viên như thế này các bạn, đi vòng á, cái giống như mình tập thể dục luôn á, cho máu nó lưu thông. Với lại ai mà có bạn gái á, mình đi vòng trong đây cũng vui mà đúng không? Đâu có tốn tiền đâu, có tốn vé 500 mấy, khoảng 100 ngàn các bạn. Ê, đi lên trên đây coi có cái nhà gì nè. Nhà gì nè, giống không phải cái toilet đâu nha. Cái nhà gì đó nha. Nhà gì đây. Đó. Cái này là gì má mà. Một người 700 yên mà má. Như tôi đi học quen. Để nó học quen. Vô hành tại bên đây này. Ăn cái này mochi nè. Bánh mochi. Omanju. Omanju là bánh gì? À, bên trong có đậu hả? Đậu đen. Thôi đâu có đói đâu má mà. Nó cà xê trên đây mà. Để mình là người đầu tiên đi vô đây khám phá thử. Đó, đi vô. Khám phá ở trong đây có cái gì đây. Được, không sao, let's go.
giống như Tôn Ngộ Không các bạn, đi trước dẫn đường đó, lên đi mấy đứa. Giống như hồi nhìn cái ánh mắt rồi vừa đi vừa khám phá tò mò. Kia nó được kiên cho xin rồi đó. Giống như mình đi lên đây các bạn, vừa uống trà đạo vừa ăn cái bánh hồi nãy các bạn, bánh nhân đậu á đó, giống vậy á. Đi vô trong đây là trong mấy cái nhà này nè đó, giống như mấy cái chòi cà phê giỏng ở Việt Nam mình. Giỡn thôi nha, mình đi uống trà đạo các bạn, đi lên thử coi sao, coi ma đưa lối quỷ dẫn đường mình đi đến đâu đây. Nói vậy nó quá à. Đấy, cửa đang mở mà. Chắc là ngồi trên đây với mình uống trà rồi mình ngắm cảnh đó các bạn ơi. Mình đoán là như vậy. À, có lá đỏ này các bạn. Momiji. Các bạn có biết không? Ở mùa thu á, này lá đỏ rất là nhiều, những cái lá nè. Nguyên cánh rừng để thành một cái rừng lá đỏ đẹp lắm các bạn ạ. À. Con gái mình lại tìm được thấy cái mùi gì nữa kìa. Ok. Tiếp tục đi lên trên đây coi có cái gì các bạn ơi, có đài phun nước gì đây nè. À, đây nó có vòi phun nước gì nữa đây. Kem rồi các bạn ơi. Hôm nay thời tiết khá là nóng nha các bạn. Chưa gì đã chạy ra hết rồi. Quá giờ bao nhiêu hai cô ta bên đây rồi. Chạy kem ra hết rồi. Rồi các bạn ơi, trời gần đổ mưa rồi cho nên là tụi mình về sớm các bạn ơi. À, cảm ơn các bạn hôm nay theo chân gia đình mình đi công viên đó, để mình vừa ngắm cảnh mình đi bộ. Cảm ơn các bạn rất nhiều nhé. Các bạn ơi, trên đường về cái mình khám phá ra được một cái thác rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ ghé vô mình ghi hình lại cái nha. Mình thấy nó rất là đẹp luôn nè. Đó, các bạn nhìn xuống dưới nè. Wow. Này nước cống xả xuống nha, không phải nha. Bên đây, đây, đây. Thác nước rất là đẹp luôn. Đây. Tan thờ. Đó, các bạn thấy đẹp chưa? Rất là thơ mộng luôn các bạn ơi. Không biết có cá không hả? Nhìn đẹp ha. Rất xa là núi. Bên đây là một con đường. Đó.
thôi. Đến đây cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình nha, theo dõi video clip này nha. Các bạn nếu mà thấy thích thì hãy bấm đăng ký và bấm like cho mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.